tiếp tục với một thí sinh tiếp theo, một thí sinh được vòng loại được đánh giá là rất là đặc biệt. Một thí sinh có thể nói là tài làm bánh rất là ngon. Bởi vì anh Trịnh Vũ và Khoa Mập đã ăn rồi. Nhưng mà cũng may là ekip của anh em trên đây không có nằm trong ekip ban giám khảo. Ban giám khảo chưa ai ăn hết. Dễ ăn rồi. Và chúng ta cùng đến với thí sinh ST046 bạn Trân. Xin lỗi. ST059 bạn Huỳnh Quyền Đan. Mình chào tay lại các bạn nào. Bên đây là fan hâm mộ đúng không? Vỗ tay lại được. 1, 2, 3, vỗ tay. Xin mời em lên sân khấu. Tại vì em đứng ở dưới này không cao hơn anh mà. Anh giúp em có cái ghế ngồi. Cái ghế ngồi hả? Lấy cái ghế cho chị. Thôi em hôn anh một cái á. Rồi ghế có rồi, em từ từ khoan, trước khi còn gửi lời chào đi. Biết biết ờ gửi lời chào ban giám khảo cùng với tất cả mọi người. Em xin kính chào mọi người và ban giám khảo. Mình vỗ tay nha bạn. Tham gì mà kỳ cục quá. Các bạn có phải là tham của Dabi không? Đa tiền đâu ba. Chưa đa tiền mà, chưa đa tiền mà. Vâng, ngày hôm nay là cầu ý tưởng miễn phí nước uống cho tất cả những bạn nào là nữ. Hồi nãy bạn Huyền Đan có đề nghị tôi là bạn sẽ được miễn phí luôn đúng không? Các anh nghĩ sao? Theo anh sao? Không, tại vì mình nói tôi không biết cái điều gì chứng minh bạn là nữ mà nói bạn có thể chứng minh được bây giờ trên sân khấu, bạn chứng minh cho mọi người được không? Không, em chỉ chứng minh là chỉ có anh với em chứng minh được. Ồ. Với công chuyện là những chai dầu ăn và những dân tương ớt. Em chưa bị quấn, chưa có sợ. Anh rất là thích cái bánh của em làm. Nói chung là em rất là khéo tay. Em làm đồ ăn rất là ngon. Anh rất là thích điều đó thôi. Chứ còn ngoài ra thì anh không thích hết. Ý anh nói là mình bỏ đi ha. Xin mời em nhìn tướng ban giám khảo. Hôm nay là ngày của em. Hãy chọn một người chụp hình chung với em trước khi em thi. Em chọn hai người được không? Hai người đồng ý. Em chọn hai người đồng ý thôi. Chị gì với anh bảo. Vâng, xin mời hai ké lên sân khấu. Vỗ tay nào, khoa lớp 1 của Gia Bi. Chị về tiếng Dực. Trời ơi, ok. Màu xanh huyền thoại. Ủa, hôm nay ngày 20 tháng 10 đó hả? Đó, ba chị em nè. Vâng, rất sự sáng đạo. Em chị đó. Sao là tình cảm chị em à? Anh còn hỏi gì nữa không? Anh muốn hỏi em nhiều thứ lắm chứ. Thôi thôi, ráng diễn xong hai đứa đi đâu hỏi đi về diễn. I love you. Chết mày chưa? Chúng ta hạ cái máu cười xuống chút. Chúng ta sẽ bắt đầu thi thật là nghiêm túc. Em thấy rồi đó, những thí sinh trước họ đến đây với một phong thái trang nghiêm, mà bây giờ anh cũng sẽ tôn trọng em như là một thí sinh. Ban giám khảo sẽ sẵn sàng và nhạc công cũng sẽ sẵn sàng. Camera sẽ hướng vào em. Hãy làm tất cả mọi thứ để chứng minh rằng em là một người biết hát. Và chúng ta cùng đến với bạn Huỳnh Quyền Đan với khúc Đôi Giày Vải. Đôi Giày Vải, vỗ tay nào bạn ơi, vỗ tay nào. Trên mái hiên vài giọt lòng lần trong xa xa về phía đằng hậu bàn chân hai nước nhau ngay đôi chân cô đang bé tí nào lặng ngập trong đôi giày vàng ôi sao ta lòng vẫn vương hoài từ khi nàng ghé qua sao ta lòng nhớ nhung hoài từ khi nàng
ghé qua. Sự như ta đã thấy nên như mày khi tóc em buông dài. Sự như ghé quanh ta không bóng ai. Sự như ta đã biết rằng có lúc ta mãi mãi bên em. Và sự như ta luôn mong em bình yên. Lòng đơn tan tành từ lâu lâu. Ngày hè dần lên bờ môi thắm lặng nhìn em bước qua từng nhịp vu vơ vu vơ. Khi cơn mơ về phía chân trời niềm vui ta khắp nơi. Trong xa xa cánh lá tươi cười ngọt ngừng như chưa bao mùa giờ. Ôi sao ta lòng nhớ nhung hoài từ khi nàng ghé qua. Dường như ta đang thấy nên nhờ mày khi tóc em buồn dài. Dường như nghe quanh ta không bóp ai. Dường như ta đã biết rất có lúc ta mãi mãi bên em. Và dường như ta luôn sẽ nhớ mày khi tóc em buồn dài. Dường như nghe quanh ta không bóng ai. Dường như ta đã biết sẽ có lúc mãi mãi bên em. Và dường như ta luôn mong em bên kia. Dường như ta đã thấy sẽ nhớ mày khi tóc em buồn dài. Dường như nghe quanh ta không bóng ai. Dường như ta đã biết sẽ có lúc phần thi các bạn đã xong. Tại sao bạn chọn bài này vậy? Tại vì bài kia khó quá. Ok, cảm ơn bạn. Xin mời anh Bảo vậy xem. Bởi vậy từ phần trình diễn của bạn Đan á, mọi người phải rút ra được một cái kết luận là đừng có trong mặt và bắt hình dong. Mình xin tuyên bố với các bạn á, bạn Đan là thí sinh có thí sinh giới tính nam có chất giọng thấp nhất cuộc thi này luôn, tức là giọng rất trầm và không men. Nhìn bả vậy thôi chứ bả hát bài nào cũng men hết trơn. Ở dòng loại á, thì bạn nó hát bài ba kể con nghe cũng men. Tự coi mình là ba đó, rất men. Tới dòng này hát đôi giày vải là bả ngắm bánh bèo nào đó mình không cần biết, nhưng mà hát men ơi là men luôn. Em ngắm chị Diễm. À bánh bèo. Thì nói chung á là khi mà nghe bạn hát mọi người dường như quên hết tất cả mọi cái điểm rồi bạn. Mọi người chỉ thấy là bạn là một entertainer, bạn là một người mang lại niềm vui và mang lại cái cảm giác thoải mái khi bạn trình diễn cho tất cả mọi người. Thì đó là một điểm cộng và đó là một cái mà một người trình diễn trên sân khấu cần phải có. Làm cho mọi người quên hết mọi khuyết điểm về bạn. Đó là một cái điều rất là hay. Nhưng đây là một cuộc thi hát, mình vẫn phải nói một tí xíu. Thì chất giọng của bạn trầm và ấm rất là hay rồi. Tuy nhiên là do là đôi lúc cái bài này nhịp nó hơi nhanh cho nên có một số chỗ bạn hơi chạy nhịp một tí xíu. Với lại những cái nốt cao của bạn á thì do là cái quãng giọng bạn nó cũng hơi hạn chế những cái nốt cao á, cho nên là bạn lên nó hơi bị mềm. Thì nếu như mà mình tập luyện thêm thì chắc chắn là bạn sẽ hát tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình hy vọng là bạn vẫn giữ cái phong cách như thế này, vẫn giữ một cái sự hồn nhiên nó tưng tưng vậy đó, nhưng mà mọi người cảm thấy rất là thoải mái khi nghe bạn hát. Mình sẽ cảm ơn bạn về phần trình diễn vừa rồi. Vâng, nói với anh Bảo vậy có phải hay hơn không? Thôi nói với anh Bảo, nếu anh Bảo là một người nổi tiếng, anh Bảo nói là anh Bảo thì rất được mọi người yêu mến, nhất là cộng đồng LGBT. Cứ ở như danh bi là xác định đó nha. Yeah. LGBT giơ tay lên. Thật sự thì mỗi năm đều có những chương trình nhạc, hàng đêm nhạc dành riêng cho tất cả các bạn LGBT mà Cherry là trưởng nhóm á. Vâng, chúng tôi. Em ơi, em có tập với guitar trước không? Dạ không. Hàng chi tôi thấy, tôi thấy một cái động tác của em trong lúc hát rất là kêu gợi, đang hát mà em khều khều anh Định Vũ, em đưa ngón tay lên nhìn. Tôi không biết là cái ý đồ gì với Định Vũ tối nay hay là gì. Mà hỏi lại thì biết là do bạn không rap nhạc cho nên là muốn tăng tông đúng không? Chứ không phải biểu Định Vũ vậy phải không?
À, thì ra đấy thì tôi có hiểu nhầm ấy. Không có gì sao thì cũng hy vọng là sẽ gặp được em trong đêm chung kết. Tại vì một đêm mình chọn ra 4 người thôi, đêm bán kết mình sẽ chọn ra 4 thí sinh. À, mà giọng em thì đúng như Gia Bảo nói là một dạng giọng nam trầm cực kỳ. Trầm hơn nữa. Trầm hơn nữa. Là không phải ngồi hát mà nằm hát đó không? Rồi, hy vọng trong đêm chung kết em sẽ thể hiện cái khả năng nữa ha. Rồi, chúc mừng em. Ôi trời, có chuyện về những cái chai dầu gió. Huyền Đan ơi, em Việt Nam mà có những cái show truyền hình như của Hàn Quốc á, truyền hình thực tế thì chắc em nổi tiếng ầm ầm luôn á. Chị mời đi, chị mời đi. Nhưng mà với cái giọng hát này chị không biết khi nào em nổi tiếng đó nha. Tại vì hát cái, chắc là do em hát bài này chị thấy chưa có vui, kiểu nó còn hơi bằng bằng á. Kiểu như là chắc là cảm giác của em chắc là do chị nghĩ là do em lúc mà em giỡn thì em cũng tỉnh rồi, cho nên lúc em hát em cũng bị tỉnh luôn. Ý chị là nói là em đừng có giỡn mà em khùng xong em mới giỡn. Không phải như vậy, hai người không hiểu câu chuyện của hai người nói. Tức là cái câu chuyện là như thế này nè, tức là khi mà mình hát á, mình phải có một phong thái khác, khi mình trình diễn nó phải đúng khác rồi. Chứ mình không có nên mà gọi là khùng. Khùng là gì? Ý nghĩa ở đây là tại vì những người mình nhận xét họ không biết nói gì, họ mới nói khùng thôi. Ông thật ra ông. Cái đó là cái điều đẹp nhất của người nghệ sĩ. Đúng, anh rất lanh. Có nghĩa là với mốt lúc mà lên đây là em phải hiền, em giống như là biết nói. Em nhanh luôn hết trả, vậy rất là tốt. Thì đúng nói đó. Đúng, anh rất nhanh, hãy đến nhanh đi. Em giao luôn khán giả rất là tốt. Đúng, đồng ý. Nhưng mình đây không phải là sân khấu. Anh tốt nữa. Đây không phải nơi tác show, hiểu không? Mình phải diễn. Mình phải hát, không phải tác show. Thật sự. Nhưng mà chị thích em. Tất cả điều đó là em thích chị. Nói chung là anh chỉ nói với một điều là khi mà em hát xong á, phản ứng của khán giả như thế nào là đã nói lên tất cả rồi. Không cần phải nhóm nhỏ phải nói gì hơn đâu.